Đào thối dân vua. Bẩm hoàng thượng, có Lý đại nhân cầu kiến. Cho vào. Tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trẫm miễn lễ. Tạ ơn hoàng thượng. Khuya như thế này rồi mà khanh còn đến tìm trẫm, có việc gì quan trọng sao? Bẩm, chẳng là có báu vật quý, vì quá sốt ruột đem dâng tặng hoàng thượng nên thần mới mạo muội làm phiền người, xin người tha tội ạ. Hả? Báu vật quý? Thế báu vật của khanh đâu? Dạ, bẩm hoàng thượng, báu vật nằm trong hộp này ạ. Đây chỉ là một quả đào thôi mà. Bẩm, đây không phải quả đào thường đâu ạ. Nó là quả đào trường thọ, ăn vào là có thể trường sinh bất lão. Cả thiên hạ mới có được vài quả. Một người vì chịu ơn của thần nên dâng tặng đấy ạ. Đào trường thọ, trường sinh bất lão ư? Trông nó cũng khác những quả đào thường thật. Mà sao đồ quý như vậy, khanh không giữ lại mà dùng, mang biếu trẫm làm gì? Ấy, đồ quý như vậy, thần đâu có phúc hưởng. Thiết nghĩ, trong thiên hạ chỉ có bậc thiên tử như người đây mới xứng ạ. Vả lại, hoàng thượng được trường thọ chính là phúc ấm của muôn dân ạ. Khanh quả là có khiếu ăn nói. Thôi được, trẫm sẽ nhận để khanh vui lòng. Đấy là vinh dự của thần ạ. Tâu hoàng thượng, Trương đại nhân cầu kiến ạ. Được, truyền vào. Đang vui vẻ, tự nhiên tên Trương Đức này lại đến. Nghe tên hắn mình đã thấy ghét rồi. Tham kiến hoàng thượng, thần có việc xin cầu kiến ạ. Lý đại nhân cũng ở đây sao? Muộn thế này rồi mà. Ông đến đây được, không lẽ tôi không được đến sao? Chẳng phải giờ này ông cũng mới tới còn gì. Thôi nào, sao hai khanh lần nào gặp cũng phải đấu khẩu với nhau thế? Trương Ái Khanh, khanh đến đúng lúc lắm. Mau lại đây trẫm cho xem cái này. Đây chính là quả đào trường thọ, ăn vào có thể trường sinh bất lão mà Lý Ái Khanh vừa dâng lên trẫm. Khanh đã nhìn thấy bao giờ chưa? Đào trường thọ ư? Đúng vậy, đào trường thọ quý hiếm, chỉ có bậc thiên tử mới xứng đáng được dùng thôi. Trường thọ cái gì chứ? Cái tên nịnh thần này lại lẻo mép nịnh bợ hoàng thượng đấy mà. Bẩm, đúng là thần chưa nhìn thấy bao giờ ạ. Làm sao mà ông nhìn thấy được khi cả thiên hạ chỉ có được vài quả? Nó là báu vật đấy. Thì ra đêm hôm đại nhân cất công đến đây là tỏ lòng thành kính với hoàng thượng. Thật là cảm động, cảm động. Nhưng có chắc đây là đào trường thọ không? Sao lại không chứ? Ý ông là gì? Hoàng thượng, thần không bao giờ dám nửa lời gian dối với người đâu ạ. Ta hiểu tấm lòng của khanh mà. Trương Ái Khanh, sao khanh lại nói thế? Bẩm, thần chỉ thắc mắc nếu ăn vào mà không trường thọ thì... Tất nhiên là trường thọ rồi. Ông không bao giờ có được cái phúc đó đâu. Thắc mắc làm gì chứ? Ông, sao ông dám? Đây là đồ của hoàng thượng mà. Trương Đức, ngươi thật to gan và bất kính, không coi trẫm ra gì. Người đâu, lôi Trương Đức ra ngoài chém đâu. Ngươi ỷ được trẫm sủng ái mà hành động lỗ mãng, khi quân phạm thượng. Đúng vậy, ông thật là to gan, tội lớn tày trời, đáng chết lắm. Thật là nực cười. Ngươi còn cười được sao? Thần cười vì cái gọi là đào trường thọ đấy ạ. Ý ngươi là... Bẩm hoàng thượng, Lý đại nhân vừa dâng người quả đào trường thọ và nói rằng ăn vào sẽ trường sinh bất lão. Vậy mà thần vừa cắn có một miếng đã bị phán tội chết. Thần nghĩ nên đổi thành đào đoản thọ thì đúng hơn. Hoàng thượng trị tội thần cũng không sao, nhưng người phải trị tội cả Lý đại nhân nữa. Ông ta mắc tội nói dối vua ạ. Ông ta dâng đào ngộ nhỡ hoàng thượng mà ăn phải thì... Hoàng thượng, thần không dám ạ. Mong hoàng thượng minh xét. Trường Đức, khanh giỏi lắm. Trẫm không thể trị tội khanh được. Càng không thể trị tội Lý Quý. Tuy Lý Quý có hơi nói quá, nhưng cũng xuất phát từ tâm địa tốt, muốn làm vui lòng trẫm. Tạ ơn hoàng thượng đã không trị tội. Sở dĩ thần vô lễ như vậy cũng chỉ vì lòng trung thành,
muốn thử độ trường thọ của quả đào trước khi để hoàng thượng ngự thiện và cũng để ai đó bớt thói nịnh bợ thôi ạ. Thần Thôi được rồi, trẫm biết từ xưa đến nay hai khanh vẫn hay đấu khẩu châm chọc nhau. Trẫm cũng biết cả hai khanh đều có lòng với trẫm. Triều đình này công việc lớn nhỏ đều đến tay các khanh. Trẫm mong các khanh hãy đoàn kết, đồng lòng giúp đỡ ta giữ vững giang sơn này. Vâng, thưa hoàng thượng. Bắt đền thầy bói. Chán thật, mình đi xin việc cả tháng trời mà chẳng có việc gì ra hồn. Chỉ toàn những việc lao công, quét dọn, phu xe. Làm những việc ấy rõ xấu mặt đàn ông. Ở đời sao lắm kẻ giàu có mà mình cứ mãi nghèo thế này. Còn mỗi một đồng, phải để dành ăn ngày mai nữa. Xem tiền vận hậu vận, một đồng một lần xem. Hay mình xem một quẻ nhỉ? Xem cái số phận mình nó đi đến đâu. Thôi, còn có mỗi đồng xu, trả cho thầy bói rồi mai ăn bằng gì. Nhưng một đồng cho cả một tương lai thì rẻ lắm, biết đâu ngày mình đổi đời sắp đến. Chào ông muốn xem gì? Tiền vận tôi đã chẳng ra gì, nay tôi muốn xem hậu vận. Ông xem số tôi có lúc nào phất lên được không? Xem bao giờ tôi gặp vận, đổi đời. Chúc mừng. Trán thẳng, tai tròn, khóe miệng hướng lên, mũi dày cân xứng, không đại phú đại quý, cũng là bậc giàu sang. Chẳng qua là chưa gặp thời gặp vận đấy thôi. Thật sao? Vậy bao giờ thời vận của tôi mới đến? Sắp rồi, số anh phất lên là bởi quý nhân phù trợ. Thời gian chỉ còn tính bằng ngày thôi. Anh cứ về nhà chờ đợi, quý nhân sẽ đến. Hay, có thế chứ. Quý nhân, bao giờ quý nhân mới đến? Anh Tý, mày quá anh ở nhà, tôi có việc muốn tìm anh đây. Thiếm đấy à, việc gì mà gấp vậy? Tàu nhà tôi chuẩn bị đi biển, bỗng có một người trong đoàn ốm đột ngột. Anh có rỗi thì thay chân cho ông ấy. Công xá tôi trả cho ông ta bao nhiêu, tôi sẽ trả chú bấy nhiêu. Tưởng chuyện gì, tôi không đi đâu thím ạ. Sao? Lần trước cậu còn xin đi cùng cơ mà. Hay cậu xin được việc mới rồi? Không, tôi chưa xin được. Nhưng nói cho thím bí mật này, cơ hội phát tài của tôi sắp đến. Tôi đang đợi quý nhân phụ trợ qua cửa đây. Chứ đi thuyền với nhà thím, lương lậu tuy có cao đấy, nhưng làm sao giàu nổi. Ôi trời, hóa ra vậy. Thôi, cậu cứ ngồi đợi quý nhân của cậu đi, tôi về. Ê, cậu Tí, có đi đánh hàng với chúng tôi không? Lần này ông chủ trả hậu lắm đấy. Không đi. Đói quá. Bao giờ quý nhân của ta mới đến đây? Hay lão thầy bói lừa mình rồi? Mình phải tìm lão hỏi cho ra nhẽ mới được. Này, lão thầy bói kia, lão bảo rằng số tôi sắp phất, rằng tôi cứ ở nhà đợi quý nhân phù trợ, rằng chỉ vài ngày nữa là tôi có cơ hội đổi đời. Tôi đợi mãi, đói mờ cả mắt, có thấy ai đến đâu. À, là anh à, tôi nhận ra anh rồi. Chẳng nhẽ mấy ngày qua không ai đến tìm anh ư? Có, nhưng chỉ là một bà thuyền chài đến thuê tôi đi biển, với mấy anh phù rủ tôi đi đánh hàng. Nào có thấy ai đem đến cơ hội lợi lộc gì đâu mà đổi đời. Vậy là anh đã bỏ mất hai cơ hội đi qua trước cửa rồi còn gì. Sao cơ? Chẳng nhẽ theo ý ông, mấy người chài lưới, khuân vác đó là quý nhân phụ trợ của tôi? Đúng, có quý nhân phụ trợ thì họ mới đến nhà anh. Họ không đem tiền bạc đến cho anh, mà cũng không ai có thể làm việc đó ngoài chính bản thân anh. Họ chỉ mang đến cho anh những cơ hội, mà nếu anh biết chớp lấy nó, dùng sức lao động của mình để tự cải biến hoàn cảnh,
anh sẽ tự thay đổi số phận mình. Trời, thế mà mình cứ nằm chờ quý nhân đem tiền của đến, nấu hết cả ruột. Lò luyện đan bị cháy. Tương truyền có vị đạo sĩ quyền phép luyện được thứ linh đan trong 9 năm, không những khiến người ta trường sinh bất lão mà còn có thể làm người chết đi sống lại được. Đây là vị thuốc cuối cùng, đến mai sẽ hoàn thành xong những viên linh đan quý giá ta đã khổ công luyện trong suốt 9 năm qua. Nhưng bây giờ ta cần lên núi hái thứ hoa chỉ nở vào ban đêm. Hai người ở lại trông coi, tuyệt đối không được để một giọt nào tràn ra, nghe chưa? Sư phụ cứ yên tâm ạ, chúng con sẽ làm đúng theo lời người dặn. Gió to quá, lửa càng ngày càng lớn thế này thì lò luyện đan sẽ trào ra mất thôi. Cánh cửa kia e là không chịu nổi đợt gió này, phải gia cố thêm mới được. Không ổn rồi, cửa chính bật ra mất rồi. Chúng ta hãy mau đổ nước vào bếp để dập bớt ngọn lửa đi. Thêm nước nữa đây, lửa vẫn còn cháy to lắm. Thôi chết, sắp hết nước đến nơi rồi mà lửa lò luyện đan vẫn không giảm. Cách này không được rồi. Ôi trời ơi, nước trong nồi trào ra mất thôi. Thành quả 9 năm sắp tan thành mây khói. Phải rồi, đưa tôi cái bồ cào để tôi giảm bớt cái ngọn lửa hung hãn kia. Anh định làm gì vậy? Nguy hiểm lắm. Lửa cháy mất đùi anh bây giờ, mau dừng lại thôi. Đổ nước vào thân cây. Phay anh tí nữa thì cũng cháy xém rồi. Thôi, thế là ổn rồi, chúng ta đã cứu được linh đan. Trong mọi tình huống, dù cấp bách tới đâu, cũng phải bình tĩnh để tìm ra cách xử lý tốt nhất. Đại đồ đệ không những nhanh trí mà còn dũng cảm, nên đã cứu được linh đan, khiến cho công sức 9 năm qua của thầy trò ta không bị uổng phí. Thật là đáng khen ngợi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!